Lý do cho việc danh hiệu PFA không được bàn tán nhiều trước khi nó được trao năm nay là bởi hầu như mọi người đều biết ai sẽ là chủ nhân của danh hiệu này. Không có gì bất ngờ cả, Erling Haaland là người tiếp theo trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải trong lịch sử của PFA với một trong những màn trình diễn có thể gọi là thuyết phục nhất từng được chứng kiến. Erling Haaland đã đánh bại các đồng đội khác của mình là Kevin De Bruyne và John Stones để giành danh hiệu này. Ngoài ba cầu thủ nổi bật của Man City cạnh tranh trong danh sách, Haaland còn phải tránh xa sự cạnh tranh của cặp đôi Arsenal, Bukayo Saka và Martin Odegaard. Harry Kane, người hiện đang khoác áo Bayern Munich, cũng được đề cử cho giải thưởng này. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm giải thưởng PFA và Haaland đã nhận giải thưởng của mình sau khi ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Man City trên sân khách trước Sheffield United. Mùa trước, cầu thủ 23 tuổi này sở hữu một hiệu suất kinh dị trước khung thành của đối phương khi anh lập 4 hat-trick ở giải vô địch quốc gia, một hat-trick ở FA Cup và có cả khoảnh khắc ghi 5 bàn một trận ở Champions League vào lưới RB Leipzig. Được người hâm mộ vô cùng yêu mến, Haaland đã 3 lần được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng của người hâm mộ PFA vào mùa giải trước, bao gồm tháng 8, tháng 9 và tháng 12 năm 2022. Với việc giành được giải thưởng cao quý này do các đồng nghiệp ở Anh bình chọn, thì Haaland cũng trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên giành được danh hiệu này trong mùa debut của mình kể từ khi Ruud van Nistelrooy làm được điều đó trong mùa giải 2001-2002. Cùng với việc Man City giành cú ăn ba lịch sử, Haaland đã làm mưa làm gió bóng đá Anh trong năm đầu tiên khi ghi 52 bàn chỉ sau 51 lần ra sân. Tại Premier League, cầu thủ người Na Uy đã ghi 36 bàn sau 35 trận, một kỷ lục mới và cũng là lý do chính để chàng trai này được bầu chọn để trở thành cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất năm. Cùng với danh hiệu ăn ba của Man City, Haaland đang về cho cá nhân mình danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu. Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh Quốc, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Premier League, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải của Premier League, chiếc giày vàng Premier League, vua phá lưới UEFA Champions League, cũng như cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải ở Man City. Khi được hỏi làm thế nào mà Haaland có được phong độ cao như vậy, cầu thủ này đã cố gắng không đề cập vào những phẩm chất mà nhiều người cho rằng anh hiện tại không còn giữ được điều đó nữa. Thay vì thế, cầu thủ này có một phát biểu khá khôn ngoan. Tôi không thích tập trung vào tương lai hay quá khứ đâu, tôi chỉ sống trong từng khoảnh khắc và tôi thích tận hưởng từng trận đấu. Chính xác là những gì thầy Pep Guardiola đã nói với chúng tôi. Chúng tôi đã làm chính xác những gì ông ấy bảo, chúng tôi tập trung và đạt được những gì chúng tôi muốn đạt được. Cuối cùng, những gì mà cả tập thể đã làm vẫn là điều phi thường, bởi việc chúng tôi bị tụt lại phía sau cả mùa giải và việc chúng tôi đoàn kết với nhau như một khối để tiến lên, đó thật là một cảm giác tuyệt vời và rất khó để diễn tả. Với việc giành danh hiệu này, Haaland có thể hướng tới mục tiêu tiếp theo, đó chính là giành danh hiệu PFA 2 năm liên tiếp. Trong thế kỷ 21, chỉ mới có 3 người thành công trong việc đó, bao gồm huyền thoại Thierry Henry, huyền thoại Cristiano Ronaldo và đàn anh đồng nghiệp hiện tại của Haaland tại Man City, Kevin De Bruyne. Nhưng nhìn vào sự khởi đầu của Haaland trong thời gian qua, có thể nói rằng hành trình phía trước của anh sẽ có nhiều khó khăn hơn so với năm cũ, đặc biệt là khi người đã hỗ trợ Haaland tốt nhất là Kevin De Bruyne gặp một chấn thương dài hạn. Nhưng khi Erling Haaland đã nói đó là câu chuyện của tương lai, trong khi chàng trai trẻ này chỉ làm tốt nhất vào việc tập trung những trận đấu của mình. Tiếp theo, một danh hiệu cũng được quan tâm ở PFA chính là danh hiệu cầu thủ trẻ của mùa giải và cái tên được sướng lên cũng không khiến nhiều người bất ngờ, đó chính là Bukayo Saka của Arsenal. Và vì thế mà Saka trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên sau 12 năm giành được giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA. Thậm chí là cầu thủ này đã vượt qua cả Erling Haaland trong danh sách trên để trở thành người giành chiến thắng. Saka đã được đề cử trong 4 mùa giải vừa qua và cuối cùng đã lần đầu tiên đăng quang ngôi vị đứng nhất. Ngôi sao của Arsenal và đội tuyển Anh có ảnh hưởng lớn trong cuộc cạnh tranh trước vô địch của Arsenal và là nhân tố then chốt giúp họ trở lại Champions League. Ngoài Haaland, Saka cũng đánh bại sự cạnh tranh từ người đồng đội của mình là Gabriel Martinelli. Bên cạnh đó, cầu thủ Arsenal cũng đánh bại những Moses Caicedo, Evan Ferguson và Jacob Ramsey để đạt được thành tựu này. Kể từ khi Jack Wilshere được sướng tên ở giải trẻ PFA vào năm 2011 thì mãi đến nay người ta mới thấy một cầu thủ trẻ của Arsenal tiếp nối cột mốc đó. Saka đã có một mùa giải ấn tượng ghi 14 bàn thắng ở Premier League cùng với việc thực hiện 11 pha kiến tạo trong vai trò cầu thủ chính của pháo thủ. Sự tín nhiệm dành cho cầu thủ chạy cánh trẻ này thậm chí còn tăng cao hơn nữa với 3 bàn thắng trong chiến dịch World Cup của đội tuyển Anh tại Qatar. Saka là viên ngọc quý trên vương miện của Arsenal ở mùa trước, nhưng đồng đội Martinelli cũng không kém anh quá nhiều. Cầu thủ trẻ người Brazil đã ghi 15 bàn và có thêm 5 đường kiến tạo trong một mùa giải tuyệt vời. Nếu Martinelli chiến thắng giải này, anh sẽ là cầu thủ Brazil đầu tiên nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA. Ngoài ra, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League, Moises Caicedo trong vai trò là người hùng thầm lặng ở Brighton mùa trước, cũng được đề cử ở đây.
và đồng đội cũ trẻ tuổi khác của anh là Evan Ferguson cũng đã có một mùa giải đột phá trong màu áo chim mỏng biển. Ferguson trở thành cầu thủ Brighton trẻ nhất ghi bàn ở Premier League ở tuổi 18 trong trận thua 2-4 trước Arsenal. Tiền đạo người Cộng hòa Ireland ghi thêm 5 bàn thắng nữa sau đó và đó là lý do đưa anh vào danh sách này. Người còn lại Jacob Ramsey là một ứng cử viên xứng đáng khi thi đấu thăng hoa cho Aston Villa, giúp họ giành vé trở lại đấu trường châu Âu. Ramsey hiện đã được đề cử năm thứ hai liên tiếp khi tuyển thủ Ajax Anh ghi 6 bàn sau 34 trận đấu cho đội bóng của mình. Ngoài hai giải thưởng cá nhân danh giá nhất thì phần quan trọng còn lại của PFV chính là đội hình Premier League của mùa giải mà họ bình chọn. Ở đó tất nhiên có sự góp mặt của Erling Haaland và Bukayo Saka. Haaland là một trong 5 cầu thủ Man City có mặt ở danh sách này. Đây cũng là số cầu thủ từ một đội áp đảo nhất ở đội hình năm nay, với những vị trí bao gồm Kevin De Bruyne, Rodri, hai trung vệ Ruben Dias và Joe Stone. Đối với Arsenal, ngoài Bukayo Saka thì những người còn lại của họ trong danh sách này bao gồm thủ thành Aaron Ramsdale, hậu vệ William Saliba và tiền vệ kiêm đội trưởng câu lạc bộ là Martin Odegaard. Ngoài ra, Harry Kane cũng đã được bầu vào đội hình tiêu biểu, mặc dù anh đã chuyển đến Bayern Munich vào mùa hè này. Kane thực sự đã có một mùa giải rất xuất sắc khi anh ghi 30 bàn thắng cho Tottenham tại Premier League, con số bàn thắng lớn nhất mà anh có thể ghi được trong một mùa giải trong sự nghiệp. Tất cả điều này xảy ra bất chấp một mùa giải hỗn loạn và ảm đạm tại Spurs khi câu lạc bộ trải qua sự dẫn dắt của 3 huấn luyện viên và kết thúc ở vị trí thứ 8. Một đồng đội khác của Kane ở tuyển Anh cũng nằm trong đội hình này, đó là Kieran Trippier, người đã góp công đưa Newcastle trở lại Champions League lần đầu tiên kể từ chiến dịch 2003-2004. Anh được bố trí ở vị trí hậu vệ phải cùng với cặp đôi phòng ngự John Stones và Ruben Dias của Man City. Cặp trung vệ này đã góp phần tạo nên hàng phòng ngự chặt chẽ nhất của giải đấu mùa trước. William Saliba là hoàn thiện bộ tứ vệ với tầm quan trọng của cầu thủ người Pháp đối với Arsenal được thể hiện bằng việc thách thức danh hiệu của họ sụp đổ khi anh vắng mặt. Pháo thủ đã giành được 66 điểm sau 27 trận đấu có anh góp mặt, trong khi họ chỉ giành được 18 điểm trong 11 trận đấu vắng anh. Đội trưởng Arsenal Martin Odegaard xuất hiện trong đội hình này với thành tích 15 bàn thắng, đồng thời anh được xếp cùng với bộ đôi Man City Kevin De Bruyne và Rodri ở hàng tiền vệ. Riêng Kevin De Bruyne đã có mùa giải thứ 5 xuất hiện trong đội hình này. Haaland, Kane và Saka phối hợp ở hàng công 3 người, đồng nghĩa với việc không có chỗ cho Marcus Rashford ở đội hình này. Điều này bất chấp việc tiền đạo người Anh đã đóng góp 17 bàn thắng và 5 đường kiến tạo, góp công lớn giúp Manchester United trở lại Champions League. Về người đứng trước khung thành, David De Gea bị loại dù giành găng tay vàng như 17 trận giữ sạch lưới, trong khi Alisson Becker, Nick Pope và Ederson cũng vắng mặt dù có mùa giải rất ấn tượng. Chiếc áo số 1 của đội hình này cuối cùng đã được trao cho Aaron Ramsdale khi thủ thành của pháo thủ giữ sạch lưới 14 trận, đồng thời anh cũng thực hiện số pha cứu thua đáng kinh ngạc trong suốt mùa giải. Không có quá nhiều tranh cãi ở PFA năm nay vì hầu hết mọi thứ đều trở nên hợp lý. Và với những danh hiệu đầu tiên mà Erling Haaland hay Bukayo Saka đạt được, đó là động lực để họ tiếp tục bứt phá giới hạn của mình trong mùa giải tới với sự quyết tâm trở lại của nhiều ông lớn. Mùa giải tiếp theo chắc chắn sẽ còn nhiều sự thay đổi từ màn trình diễn của các cá nhân khác, hứa hẹn tăng thêm độ kịch tính cho những giải thưởng này.